Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với các cái ứng dụng cho Expo. Thì lần trước mình đã giới thiệu Expo rồi, mình sẽ không giới thiệu thêm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng để các bạn tải các cái clip, các ảnh trên Instagram. Đây, mình đang xem Instagram. Mình thấy một cái ảnh ngon ngon một tí. Đây, mình thấy một cái ảnh xấu ạ. Đây, ảnh này mình thấy rất ngon, phải mình muốn tải về. Nhưng Instagram thì lại không cho phép các bạn tải cái ảnh ấy về. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ứng dụng, một cái tweet của Expo để cho các bạn có thể khả năng tải về. Đây, mình demo luôn. Đây, hoàn toàn mình là không có cái nút đấy đâu. Ok, mình thoát ra. Mình vào trong Expo. Cái ứng dụng để có thể tải cái Instagram về, nó tên là X-Insta. Đây, các bạn thấy không này, ứng dụng này cho phép các bạn này làm cái mô đun để hỗ trợ download. Đây, mình đã tải về và cài đặt. Tải xong, các bạn vào trong cái phần mô đun, tích vào kích hoạt của nó và khởi động đem máy là được. Trong cái phần này, cái quan trọng nhất của mình là cái các bạn quan tâm là cái phần này, phần update hog. Hog này sẽ giúp các bạn là cập nhật cái tính năng download vào trong Instagram. Mình chọn cập nhật. Đây, nó đã cập nhật xong. Nó bảo các bạn phải kin cái Instagram ra. Và đây các bạn sẽ chọn được cái thư mục để lưu vào, mình có thể mặc định. Các bạn thể nhìn thấy đây nút download, cái nút download. Bức ảnh bắt đầu từ download về. Đấy, nó đã xong. Trong này. Đấy, đây, các bạn thể nhìn thấy là mình đã download xong rồi. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn và xong các bạn cái ứng dụng có khả năng tải ảnh với video trên Instagram. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần giới thiệu app lần sau. Nó sẽ đổi màu khi bạn thay đổi. Tạo ra một vài cái thư mục. Mỗi thư mục các bạn có thể chọn màu.